Xin chào tất cả các bác và anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio Hà Nội. Ngày hôm nay lên sóng cho mọi người một mẫu loa rất là hay, em mới sưu tầm được các bác và anh em nhé. Đây là những cái bộ loa vi tính hàng bãi em mới sưu tầm được, về được khoảng vài chục chiếc các bác và anh em nhé. Sản phẩm còn tương đối là đẹp, hàng bãi từ nước ngoài về các bác và anh em nhé. Đây, sẽ cho bác anh em xem luôn con loa bãi tháo từ những con loa vi tính ra, rất là đẹp, rất là xịn. Loa này thì các bác và anh em có thể dùng làm loa trợ lời, hoặc là các bác và anh em có thể dùng để độ thành những con loa chép các bác và anh em nhé, độ thành những con loa chép. Và ở bên này thì em có những con loa chép hàng tháo xe ô tô BMW. Đây, cho các bác và anh em xem loa chép tháo ô tô BMW trên siêu xe BMW các bác và anh em nhé, hàng chính hãng, rất là đẹp ở đây. Loa còn rất là đẹp và cực kỳ xịn, thì em sẽ test từng mẫu cho các bác và anh em nghe thử cái âm thanh của nó. Con này thì chuyên là loa chép thôi, các bác và anh em về có thể đấu vào ô tô. Các bác và anh em đang dùng xe BMW thì rất là đơn giản thôi. Đây, có những cái con nó còn những cái chân như này, đây là con những cái chân như này, thì các bác và anh em về chỉ việc tháo con chép cũ của xe ra, nhổ cái chân này ra, cắm cái chân mới này vào là được. Còn với những cái xe nào của các bác và anh em muốn độ thêm mà không có những cái chân như thế, thì các bác và anh em đây, các em tuốt ra anh em như thế này, đây, tuốt dây ra cho anh em như thế này. Đấy, và đấu trực tiếp vào cái phần loa chính ấy, là có thể sử dụng được các bác và anh em nhé. Loa này nghe cực kỳ hay và cực kỳ sáng, tí sẽ test các bác và anh em xem thử luôn. Đấy, và tụ này bên trong nó có những con tụ chính hãng cho bác và anh em xem thôi. Con tụ hàng chính hãng cực kỳ đẹp. Đấy, tụ 4.7 Yontech, rất là xịn, rất là sang, và tiếng chép cực kỳ hay luôn, bổ sung với giải chép. Còn em sẽ cho bác và anh em nghe thử cái con này, đây là cái con loa tháo của loa vi tính ra. Con hàng bãi con này rất là xịn, hình thức tương đối đẹp. Con này các bác này có thể dùng làm trợ lời nhé, hoặc là lắp thêm tụ cản để loa chép cũng rất là ok. Đấy, sẽ test cho bác và anh em nghe thử luôn khi mà chưa có tụ các bác và anh em nhé. Đây, khi mà chưa có tụ này, em mà test một mình nên là hơi khó một chút. Về để thay thế loa trợ lời này, hoặc là như đây thì em đã đầu thêm một con tụ cản. Đây, em đã đầu thêm một con tụ cản để thành một con loa chép rồi, thì các bác và anh em nghe thử xem cái tiếng của nó như thế nào nhá. Thì em lấy nét đây, con này em đã đầu thêm một cái tụ cản cho nó thành con loa chép rồi, để biến nó thành một con loa chép. Có hai cách để các bác và anh em có thể chơi được cái con loa bãi này, loa vi tính này. Đây, nó biến thêm một con loa chép các bác và anh em nhé. Tiếng chép cũng rất là nảy, rất là sáng và rất là hay. Đấy, rất là đơn giản thôi, có hai cách để các bác và anh em chơi, biến nó ngay thành một con chép mini, rất đơn giản, và đấu cho nó thêm cái tụ cản. Còn các bác nào mà anh em nào không muốn đấu thêm tụ cản đều loa trợ lời cũng được. Và giờ sẽ là em test cho các bác và anh em nghe thử con siêu chép của loa BMW nhé, các bác và anh em nhé. Siêu chép của loa BMW, em để tạm ở đây, tạm để các bác và anh em nghe thử. Em đấu dây trực tiếp vào dây loa ra các bác và anh em nhé, dây loa trực tiếp từ âm ly ra. Các bác và anh em lắng nghe, nghe thử cái tiếng chép của con siêu chép trên ô tô nó như thế nào. Thank you.
tiếng chép cực kỳ nảy và sáng các bác và anh em nhé, đúng là chép trên siêu xe. Đó, để cho các bác và anh em nghe thử sự âm hai dòng và loa ngày hôm nay muốn giới thiệu với các bác và anh em. Và mức giá của cặp loa bãi vi tính này em sẽ để cho các bác và anh em với cái mức giá là 250.000 đồng một đôi các bác và anh em nhé, 250.000 đồng một đôi. À, miễn phí giao hàng toàn quốc, em để giá thanh lý cho các bác và anh em vì em còn ít đây thôi. Bây giờ hàng này còn rất hiếm và rất là ít. Và nếu các bác và anh em nào mà có muốn hàn dây và hàn tụ như thế này thì em sẽ hỗ trợ hàn dây và hàn tụ cho các bác và anh em. Hàn tụ vàng tụ xịn 3.3 microfarad để biến nó thành một con chép nếu các bác và anh em nào cần. Giá không đổi, 250.000 đồng hỗ trợ hàn dây hàn tụ, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em một cặp các bác và anh em nhé. Còn với cặp loa siêu chép lắp trên ô tô BMW thì sẽ có mức giá là 300.000 đồng một cặp, bao ship các bác và anh em nhé, chỉ 300.000 đồng thôi các bác và anh em sở hữu ngay. Và đây là dòng mà chép từ neo cho nên là tiếng chép rất là sáng và rất là nợ. Đấy, cực kỳ xịn các bác và anh em nhé, 300.000 đồng bao ship toàn quốc một cặp loa trên xe ô tô BMW, 250.000 đồng một cặp loa vi tính hỗ trợ hàn dây hàn tụ để biến nó thành một cặp chép mini. Số điện thoại để đặt hàng là 0931655426. Các bác nhắn tin gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo giúp em nhé. Hàng này không còn nhiều đâu. Các bác và anh em nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên hãy bấm like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để ủng hộ em. Còn bây giờ xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.